Nếu như anh chị còn trẻ và còn độc thân thì cái việc mà anh chị cân nhắc để mà kết hôn, đi định cư Mỹ, Phượng chưa bàn đến là anh chị kết hôn thật hay kết hôn giả nhá, thì vẫn còn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên nếu như anh chị mình đã có gia đình và đã có con cái tại Việt Nam rồi, nhưng mà anh chị vẫn quyết định là ly hôn và sau đó là kết hôn với một người có quốc tịch Mỹ để mong muốn là cả gia đình có thể đi định cư Mỹ trong tương lai, thì đây có thể là một cái sai lầm khủng khiếp mà anh chị mình nên cân nhắc thật là kỹ. Để Phượng kể cho anh chị nghe một câu chuyện nhé. Phượng có một anh chị khách hàng là khi mà đến tư vấn với Phượng về các chương trình định cư châu Âu, khi mà cung cấp hồ sơ để bộ phận pháp lý họ thẩm định, thì lúc này mới phát hiện ra rằng là hiện tại anh chị đã ly hôn rồi và chị thì đang có hồ sơ kết hôn với một người có quốc tịch ở bên Mỹ. Và bây giờ thì chị đang rất là khó khăn trong cái việc mà làm sao để có thể ly hôn đơn phương với cái người bên kia, bởi vì cái hồ sơ kết hôn của chị đã bị sở di trú Mỹ từ chối ngay lập tức, bởi vì có quá là nhiều yếu tố mà họ không tin và họ nghi ngờ rằng đây là kết hôn giả để mà có thể đi định cư Mỹ. Và bây giờ thì chị đúng là rơi vào cái tình huống là bỏ cũng dở mà ở cũng không xong, bởi vì là bên kia họ không đồng ý để mà hỗ trợ cho cái việc ly hôn và họ vẫn muốn tiếp tục là đưa ra những cái yêu cầu, những cái yêu sách để mà chị phải cung cấp cho họ một cái số tiền nhất định thì họ mới đồng ý là ly hôn. Và cái việc ly hôn đơn phương khi mà một người ở Mỹ, một người ở Việt Nam thì cũng không hề đơn giản đâu anh chị. Và bây giờ thì cái hồ sơ định cư châu Âu của anh chị cũng sẽ gặp khó khăn, là một là anh chị quyết định là phải chờ ít nhất là 2 đến 3 năm nữa để giải quyết xong cái việc ly hôn này thì cả gia đình anh chị 4 người mới có thể đi cùng với nhau. Hai là hồ sơ đi định cư sẽ chỉ có 3 người, sẽ chỉ có anh và hai người con thôi, còn chị thì phải đợi sau khi mà xử lý cái việc ly hôn của chị xong thì mới có thể tiếp tục tiến hành. Và với cái phút là đã có hồ sơ kết hôn giả, bị nghi ngờ kết hôn giả như vậy, thì trong tương lai những cái người con cái của anh chị nếu như muốn đi du học Mỹ thì cũng có nguy cơ là sẽ bị đánh rớt. Do đó những cái anh chị nào mình đang mong muốn, mình đang khao khát được đi định cư Mỹ cho cả gia đình, thì anh chị mình hãy tìm hiểu những cái cách thức đúng đắn và phù hợp, hợp pháp để bảo đảm rằng là anh chị không vướng vào bất kỳ những cái rủi ro nào đó liên quan đến cái hồ sơ định cư, không chỉ của anh chị nhưng mà của cả tương lai con cái của anh chị sau này nữa ạ.